Đến với kênh của mình nhé. Hôm nay mình review cho các bạn xem trận đấu thử của hai con nghé nhé. Hai con nghé tầm 2 năm đấy các bạn. Gần 2 năm tuổi rồi. Thử cho nó giao đấu. Thank you.
Hai con nó giao đấu nhau khoảng tầm 6-7 phút thôi các bạn. Chắc là nó mệt. Một con nó sắp sắp chạy rồi các bạn. Đấy, con này yếu hơn. Con này mệt. Các bạn xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé, để mình ra video tiếp theo cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.